test chiếc AB mới làm xong full bộ đầu thái á, tạo nhẹ nhàng được xe, test cùng hết giòn nha. Đó, giờ lên là giọt thôi, không còn bị la nổ. Chào anh em AB Thái 110 nha, giới thiệu cho anh em cấu hình là làm nồi full thái luôn. Xe này hiện chạy bị gợn nồi luôn nha. Thì chủ xe nói là tầm khoảng 340 nó bị gợn, rất khó chịu ha. Thì hôm nay thì tiến hành là làm lại cái nồi đúng dinh thái chủ xe, bao chống gợn nồi, chống rung đầu của chủ xe nha. Thì giới thiệu sơ qua cái nồi cũ để cho anh em tham khảo nha. Thì cái nồi cũ thì đã bị mòn rất nhiều rồi, thì anh em thấy cái chuông bị sọc huyết rất nhiều nha. Đó, chuông sọc huyết à. Rồi, bố thì bị mòn chai nha, không còn cái độ bám nữa, mòn chai rồi. Về phần cái mặt nhôm nồi thì anh em thấy chân bị mòn lõm nè, cảnh bị mòn ha. Và mặt nhôm nồi bị xuống cấp nè, nó xuống mỏng ha. Rồi, dây cu loa thì bị nứt nhão rồi nha anh em ha. Đó, lọc gió thì nó quá dơ rồi. Thì cấu hình này sẽ bảo dưỡng full của nồi mới nha. Phần bi thì không đúng bi của nó, bi mình sẽ đi đúng quy dinh chủ xe luôn nha. Đó, bi không đúng nè, bị mòn ha, ắc bị cháy ắc ha, kẹp trượt mòn hả miền nha. Thì cái cấu hình cái nồi mới mình sẽ đi cho anh em là full dinh cả trước cả sau nha, gồm có chuông nồi dinh thái nhà chủ xe nha, mới chầm chầm ha, bao đẹp cho anh em ha. Đi full bố thái chủ xe 1, 2, 3 full mới nha, nguyên cụm mới chủ xe luôn. Đó, mình cũng sẽ trả lại cái lò xo nồi sau là dinh thái chủ xe luôn nha. Đó, đi dinh luôn. Rồi, phần cái nồi trước là đi full mới nè, gồm có là nhôm nồi nè, mới chầm chầm ha nha, chưa qua sử dụng nha, vết sơn còn nguyên ha. Đó, ba kẹp trượt mới chủ xe dinh thái nha. Đó, ắc nồi dinh thái chủ xe luôn. Rồi, về phần bi với dây là mình sẽ đi đồ Nhật nha, đồ Nhật cho nó bền hơn ha. Đó thì sẽ đi bi bando Nhật nha, bando Nhật đúng của thằng AB 110 dinh thái nha. Rồi, dây là dây bando Nhật cho chủ xe luôn. Đó, hai món này sẽ đi Nhật, còn tất cả lại là full thái. Đó, lọc gió đi dinh thái chủ xe, lọc gió dinh nha. Đó, anh em mà muốn bảo dưỡng cấu hình AB thái mà để chạy chống gợn với lại chống rung thì cái bên độ xe Việt Nam ha, mình sẽ làm cho anh em bộ nồi ưng ý nha, bao chạy nhẹ xe bóc cho anh em ha. Rồi, chào anh em AB Thái nha. Rồi, chào anh em AB Thái nha. Giới thiệu cho anh em cấu hình làm full bộ nồi ha. Thì cái xe này sẽ tiến hành làm full cả nồi trước, nồi sau, lọc gió, dây cura chủ xe luôn. Rồi, mình tiến hành cho phần bi nồi vô chén bi nha. Bi mình sẽ là đi bi bando Nhật ha. Đó, cho phần kẹp trượt vô phần tấm vên nồi, bao trượt dinh thái mới nha. Rồi, tiến hành khui bi luôn. Bi sẽ đi bi bando Nhật nha. Rồi, tiến hành cho bi nồi vô, bi mình sẽ đi combo là có bình dinh 6 bi nha, 6 bi dinh thái. Thì bi nó có hai chiều anh em nhé, để chịu đích nằm dưới nha, để đánh lên khỏi mòn bi của anh em. Rồi, mình tiến hành là cho phần tấm vên nồi vô nha ha. Đó. Rồi, cho miếng vữa bò chịu nhiệt vô phần ắc nha, cho nó khỏi bị là cháy ắc của anh em. Đi ắc dinh thái mới luôn, đó, mới chầm chầm. Rồi, tiến hành là cho vô phần nồi trước nha. Rồi, khu Jagura bando Nhật cho anh em luôn. Đó, dây nó cũng có hai chiều ha, anh em nha, để đúng chiều nha. Đó, chiều chữ nó sẽ nằm ngoài cho anh em để đọc ha. Đó, rồi cho phần cánh quạt nồi vô, tới là phần cánh quạt giải nhiệt nha, lồng đền đạp, tới cái lồng đền mỏng, rồi tới tán nồi nha anh em. Rồi, nồi trước coi như là xong ha, chút nữa mình sẽ bắn nồi trước. Rồi, tiến hành là cho phần nồi sau vô nha anh em ha. Rồi, tiến hành là cho cái nồi sau vô nha anh em ha. Đó, nồi sau vô. Rồi, tiến hành là cho cái chuông nồi dinh thái vô luôn. Chuông nồi dinh thái tới cái lồng đền mỏng nha, tới cái tán nồi sau. Rồi, tiến hành là bắn nồi trước nồi sau nha. Nồi trước nồi sau. Rồi, mình đang thay phần buri với lọc gió mới chủ xe luôn, tại vì nó quá dơ rồi nha anh em. Test chiếc AB mới làm xong full bộ đầu thái á, tạo nhẹ nhàng được xe, test cùng hết gợn nha. Đó, giờ lên là giọt thôi, không còn bị la nồi, bị gợn nồi nha. Mình test xong rồi mình sẽ giao xe chủ xe nha anh em. Bao ok nha anh em. Đó, lên ga đổ ga lên, quá giọt anh ha, không còn bị rung đầu, không gợn nồi nha. Rồi, mình sẽ viết hóa đơn phiếu hành cho chủ xe để chủ xe về nữa ha. Có hình này thì bao đồ xịn cho chủ xe, bao chạy nhẹ xe ha. Đó, giờ lên là nhẹ, không có bị là la nha, không la nồi, không gợn nồi ha. Đó, lên là giòn nha. Có hình dinh thái chạy đủ góc, đủ nhẹ cho anh em ha, không cần phải đi nồi độ nha. Rồi, đã test về ha. Đó, test size về cho anh em luôn. Quá nhẹ nhàng ha, quá êm ru nha. Bao ok cho anh em ha. Rồi, chào anh Kiệt nha. Rồi, chào anh em.